Tôi nhựa Đại Đồng Tiến, tôi nhựa Nova 3000, 12 con giáp. Thiết kế sáng tạo, hiện đại. Có nhiều màu sắc và họa tiết trang trí để lựa chọn, như trắng, màu xanh nhạt, màu hồng hay màu xanh lá. Chất liệu nhựa cao cấp giúp tủ có độ bền cao, khối lượng nhẹ nhưng siêu bền, chống nước, chống ẩm, chống bụi, mọi tác động từ môi trường. Đặc biệt, không chứa BPA, an toàn cho người sử dụng. Cái góc cạnh được bo tròn giúp bảo vệ an toàn cho người dùng, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Xung quanh là các hoa văn in nổi giúp chống trơn trượt, thuận tiện cho quá trình lắp đặt hay vận chuyển. Thiết kế chắc chắn với khả năng chịu lực cao giúp bạn an tâm khi sử dụng. Sản phẩm kích thước bề ngang 600mm, chiều rộng 475mm và chiều cao là 763mm. Kiểu dáng 3 ngăn nhỏ xinh, các ngăn rộng rãi giúp bảo quản, lưu trữ hồ sơ, hai cái quần áo, đồ dùng nhà bếp hoặc các vật dụng cần thiết khác. Tay cầm vừa vặn, vô cùng thu hút và dễ dàng thao tác. Sản phẩm hiện đang có mặt tại các siêu thị và cửa hàng Đại Đồng Tiến trên toàn quốc. Đừng bỏ lỡ các chương trình khuyến mãi, mini game cực hấp dẫn tại fanpage và website Đại Đồng Tiến. Sản phẩm Đại Đồng Tiến, đồ nhựa chính hãng, chất lượng, đẳng cấp và an toàn vì sức khỏe riêng bạn. Truy cập và đặt hàng ngay tại daidongtien.com.vn. Hotline đặt hàng 0932 632 586. Showroom trưng bày số 216 đường Tân Thành, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.